Xin kính chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở là rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604 ạ. Hiện tại là buổi tối của ngày 29 tháng 5 năm 2023, thì tối nay bên cơ sở là rừng em có về ngập nhà những cái mặt hàng lan đẹp ạ. Những mặt hàng kg ạ, những cái giỏ hàng lan thuần giá cực kỳ là rẻ luôn, để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Do em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển ạ. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở làng nhà em đang có nhé. Đầu tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái dòng lan Hải Trần Liên cô chú anh chị này. Dòng lan Hải Trần Liên thì hôm nay em có 2 cái lô rất là đẹp này. Lô này em gọi là lô số 1 cực nhiều luôn cô chú anh chị nhé. Một cái lô Hải Trần Liên rất là nhiều như vậy, em bán với giá là 70.000 cho một cái lô Hải Trần Liên. Đây gọi là lô số 1 ạ. Cái lô này thì cô chú anh chị, Hải Trần Liên thì thường là hoa nó sẽ nở vào thời điểm Tết đấy cô chú anh chị. Lô Hải Trần Liên số 2, một cái lô thì rất, cái lô số 2 này thì phải làm được tầm 5-6 giò luôn. Em bán phần này với giá là 150.000 nhé cô chú anh chị nhé. Và một cái rễ hài gấm rất là đẹp, một cái phần hài gấm rất là đẹp luôn này cô chú anh chị, 45.000 cho một cái lô hài gấm này. Sang bên này đây em có những cây lan hoàng nhạn giống ạ. Những cây hoàng nhạn giống này thì em đã cho vào vườn khá là lâu rồi, hiện tại thì cây đang bắt đầu là ra những cái rễ non tơ mới rồi ạ. Mỗi một lô như vậy thì hơn chục cây cho một lô. Để về cô chú anh chị có thể chăm làm giống. Em bán hiện tại thì mỗi cây hoàng nhạn người ta bán hơn trăm, vài chục cho đến 100.000. Ở đây em bán hàng giống này, cả một lô như thế này em bán với giá là 90.000 cô chú anh chị nhé. Có 2 lô duy nhất cô chú anh chị nhanh tay sưu tầm ạ. Bên này thì em có dòng kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng đấy ạ. Hàng thì đã cắt tỉa rất là kỹ luôn rồi, hàng thân ngắn rất là đẹp luôn. Và 1 kg kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng này. Hiện tại thì cây có những cây đang bắt đầu là sưng những mắt nụ này, cũng có những cây nụ khá là lớn rồi cô chú anh chị nhé. Thì em bán cái dòng kiều tím miền Trung này với giá là 330.000 cho 1 kg, hàng thân lùn và đã cắt tỉa rất là kỹ ạ. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan thanh đạm sữa, thanh đạm sữa với giá chỉ có 60.000 cho 1 kg thôi. Dòng hoa màu trắng sữa và với những chùm hoa rủ dài. Về cái mặt thẩm mỹ thì không kém cạnh bất kỳ một cái loại lan đắt đỏ nào luôn ạ. Và giá thì cực kỳ là rẻ như vậy nhé. Bên này đây thì em có cái dòng lan đai châu Thái. Dòng đai châu Thái cô chú anh chị nhìn cho em này, những cây đai châu Thái lá căng bướt và đẹp như thế này ạ. 1 kg đai châu Thái này em chỉ bán với giá có 220.000 cho 1 kg thôi. Giá của châu Thái chưa bao giờ rẻ đến vậy luôn ạ. Và 1 kg sẽ rơi khoảng tầm 10 cho đến 9 cho đến 15 cây cô chú anh chị nhé. 9 cho 15 cây, không quá nhỏ và cũng không quá lớn, đủ cô chú anh chị có thể ghép trụ, trồng chậu đều rất là lợi, rất là đẹp. Và cuối năm này sẽ cho những cái bông hoa tuyệt vời rồi. Còn bên này sẽ là những cái cây đai châu rừng này. Dòng châu Thái thì sẽ rất là nhiều màu sắc. Đấy, châu rừng ạ, dòng châu rừng cũng rất là xinh đẹp như vậy đấy ạ. Với giá 250.000 cho 1 kg, 1 kg rơi từ 10 cho đến 15 cây cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây thì em có dòng địa lan mạc thu ạ, hay mạc thu. Dòng địa lan mạc thu này thì cô chú anh chị đang chuẩn bị đến mùa hoa rồi. Cái dòng này cô chú anh chị có thể về trồng ở những cái khoảng sân, những cái vùng đất trống ạ. Vừa cho cái không gian xanh, vừa tạo cái khi mà nở hoa thì cho những bông hoa rất là đẹp luôn. Em bán 90.000 cho 1 kg mạc thu. Và bên này đây thì em có cái dòng lan kiếm lá giáo cô chú anh chị nhá. Cái dòng kiếm lá giáo thì bông hoa cũng rất là đẹp luôn. Kiếm lá giáo em bán với giá chỉ có 100.000 cho 1 kg thôi. Em sẽ bán từ 0,3 kg đấy ạ. Sang bên này thì có một cái lô mỹ dung dạ hương duy nhất này cô chú anh chị này. Một lô này cô chú anh chị làm một chậu hay là một trụ đẹp tuyệt vời luôn rồi, rất là thơm, đặc biệt là vào buổi tối. Mỹ dung dạ hương lô này em bán là 80.000 ạ. Bên này đây thì em có cái dòng lan đang nụ chi chít luôn này cô chú anh chị này. Có những cái bông hoa hoàng thảo thập hoa. Có những cái bông hoa cây, một số cây đang, một số thân đang cho những bông hoa rất là xinh đẹp. Cái cánh hoa hồng và cái họng đỏ rất là tuyệt vời như thế này này.
và nhiều cây bây giờ đang cho nụ tuyệt vời luôn như thế cô chú anh chị nhé. Ở cái dòng lan hoàng thảo thập hoa này em bán với giá là 120.000 trong 1 kg, những cái rễ vừa sinh rất là tuyệt vời luôn như vậy ạ. Và ở đây ạ thì em sẽ có một số những cái lô hàng mà em đã để trong vườn và hiện tại cây đang mọc ra mầm rễ rất là đẹp luôn này. Đây là một cái lô kim điệp xuân, dòng kim điệp xuân để về cô chú anh chị đặt vào chậu là thôi ạ. Đến cuối năm mình có giò lan đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Cái lô kim điệp xuân này em xin phép được bán là 50.000 cô chú anh chị này, 50.000 về ghép giúp em ạ. Sang bên này đây thì em có một cái lô đây là trúc Phật Bà, bình thường cô chú anh chị thấy là đây là hoàng thảo u lồi chứ, u lồi đấy cô chú anh chị ạ. Bình thường thì cái cây u lồi giống rất là khó sống đúng không ạ, thì hiện tại một cái lô u lồi mà đang nhiều mầm như thế này về cô chú anh chị có thể trồng chăm sóc. Em bán cả lô này với giá 50.000 rồi ạ. Bên này đây sẽ là những cái cây trầm tím này, những cái mầm trầm tím đang lên rất là khỏe và rất là đẹp luôn. Đó, một cái lô trầm tím như thế này để về cô chú anh chị trồng chăm sóc, lên mầm đang ra rễ cực khỏe đẹp, chỉ cần đặt vào rễ vào chậu cho em nhé. Cái hàng này em để trong vườn và bây giờ nó đang nở hoa lăng lên mầm quá đẹp như vậy. Cái lô này em bán với giá là 50.000 cô chú anh chị này, lô trầm tím này 50.000 ạ. Và bên này thì em có một số phần trầm tím ạ. Một số phần trầm tím thì cái phần này thì đã mầm là cao hơn rồi. Đấy, cái hàng này thì em có các cái lô này lô số 1 50.000, lô số 2 50.000, lô số 3 40.000, lô số 4 50.000 và lô số 5 cũng sẽ là lô số 5 là 60.000 cô chú anh chị nhé. Tiếp sang bên này đây cô chú anh chị cùng em nhìn. Đây là những cái chậu lan trầm rồng đỏ. Những cái cây lan trầm rồng đỏ thì cô chú anh chị biết rồi, hoa nở vào thời điểm Tết trước đây mỗi một thân rơi vài trên 300.000 cho một thân ạ. Thì thời điểm bây giờ một cái chậu trầm rồng đỏ đang đi ngọn như thế này quá là tuyệt vời luôn. Thì một thân này dự là cuối năm mỗi một thân cao ít nhất phải tầm 60 cm. Và đây là mặt bông của trầm rồng đỏ cô chú anh chị nhé. Mặt bông to và cánh hoa bầu tròn, sai hoa từ gốc đến ngọn luôn. Nói chung là đẹp một cách xuất sắc luôn cái dòng lan trầm rồng đỏ. Thì hiện tại một chậu như thế này, một chậu như thế này đây ạ, riêng như chỗ này chỉ có một thân, hơn một thân thôi mà nó đẹp tuyệt vời như này. Một chậu sum xuê như thế này chắc chắn cho cô chú anh chị những cái tác phẩm tuyệt vời đúng không ạ? Ít nhất trên 4 thân cho một cái chậu trầm rồng đỏ cao khỏe đẹp như thế này. Với giá em bán chỉ có 130.000 cho một giò thôi. Sang bên này đây thì em có dòng lan trầm trắng cô chú anh chị nhá. Đây này. Những cái chậu lan trầm trắng, những cái thân cao vút và cũng rất là đẹp luôn như vậy đấy ạ. Những cái chậu trầm trắng đấy ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em một chậu trầm trắng như vậy. Em nghĩ rằng là có những thân này cuốn cuối năm phải dài 70-80 cm luôn ạ. Chuẩn trầm trắng không tì vết, trầm rồng đỏ hay trầm trắng đều có vẻ đẹp riêng và đều vô cùng thơm. Một cái chậu trầm trắng như thế này em bán với giá là 120.000 cô chú anh chị nhé. Cô chú cho cô chú anh chị một cái giò lan thưởng thức hoa, một cái giò lan đẹp tuyệt vời để thưởng thức hoa. Sang bên này đây thì em có những cái chậu giả hạc Hawaii nè, cô chú anh chị. 80.000 cho một cái giỏ giả hạc Hawaii này, nhanh tay sưu tầm ạ. Giá Hawaii chưa bao giờ rẻ đến vậy luôn này cô chú anh chị. Chậu đi ngọn quá khỏe đẹp và rất là nhiều thân. Nói chung là đẹp mê luôn cô chú anh chị nhé. Mà có 80.000 cho một giỏ. Và sang bên này đây thì em còn có duy nhất hai cái chậu phi điệp tím. Cái chậu này thì gần như là lưỡi bệt luôn, mắt ướt rất là đẹp luôn này cô chú anh chị này. Đó, đây là cái mặt bông của nó đang lên mầm rất là tuyệt vời. 70.000 cho một chậu và ở đây em có duy nhất hai chậu nhá. Đấy ạ. Một chậu phi điệp tím như vậy có 100.000 thôi. Và tiếp sang bên này đây thì em có những cái chậu phi điệp tím Hòa Bình ạ. Phi điệp tím Hòa Bình, một cái dòng lan mà rất là nổi tiếng về cái hàng thân lá đẹp này. Cái chậu phi điệp tím Hòa Bình như vậy hiện tại đang có những cái thân đang cho nụ đây cô chú anh chị nhé. Em xin phép được bán một giò như thế này với giá cũng là 70.000 cho một chậu. Đó. Tiếp sang bên này đây là dòng lan trầm cổ hay còn gọi là trầm than củi cô chú anh chị nhé. Một cái chậu mà phải rơi khoảng tầm 7-8 thân trở lên. Và đây là cái mặt bông của dòng lan trầm cổ này cô chú anh chị này. Đó, trầm cổ hay trầm than củi này này. Hoa thì bắt đầu sai, vô cùng là sai với sắc hoa tím đỏ tuyệt vời như thế này. Bông hoa to đùng luôn nhé. Thân thì có thể, thân của nó có thể to như là cái ngón chân cái. Và chiều dài có thể đạt đến 2 m cô chú anh chị. Đó là dòng lan trầm cổ này này. Đó, hoa tím đậm đà tuyệt vời như vậy đấy ạ. Thì một cái chậu lan trầm cổ như thế này, đẹp như thế này, với giá em xin phép bán chỉ có 120.000 cho một cái chậu trầm cổ thôi nhé cô chú anh chị nhé. Chắc chắn một điều cô chú anh chị chăm đến 1 đến 2 năm thôi ạ. Cho cô chú anh chị những cái tác phẩm đẹp xuất sắc luôn. Rồi sang bên này đây thì em có dòng lan phi điệp 5 cánh trắng họng hồng. Cái dòng này cũng vậy ạ, hoa sai từ gốc đến ngọn. Một cái chậu như vậy rơi trên chục thân cô chú anh chị nhé.
hoa sai vô cùng là sai luôn, với năm cánh trắng muột là họng hồng tuyệt vời. Hoa sẽ nở vào thời điểm Tết nên là những cái cây năm cánh trắng họng hồng này thường được những người yêu thích lan ghép thành tác phẩm khi mà Tết đến để mà thưởng thức hoa. Một cái chậu như thế này thì có trên chục thân và cuối năm mỗi một thân phải dài khoảng tầm 70-80 cm ạ. Hiện tại em bán một chậu như vậy với giá là 180.000 cô chú anh chị nhé. 180.000 cho một cái giò lan như vậy đấy ạ. Đã, cô chú anh chị cùng em ngắm. Đây là cái mặt bông của dòng năm cánh trắng Phú Thọ cô chú anh chị này. Mặt bông của dòng năm cánh trắng Phú Thọ thì năm cánh trắng họng hồng cũng sẽ là cánh hoa trắng nuột nà và cái họng của nó sẽ là hồng. Đấy thì một cái giò lan như thế này, vài bông nở thôi cô chú anh chị đã thấy là nó vô cùng là xinh đẹp luôn ạ. Thì một cái giò như thế này khi mà sau này nở thì có phải cho tác phẩm tuyệt vời. Đấy thì có 190.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhé. Thì tiện đây em có những cái chậu lan năm cánh trắng Phú Thọ hiện tại đang nụ này. Hàng chuẩn mặt bông cây giống ạ. Không phải tự dưng cái dòng lan va nó lại đắt đỏ lên như vậy. Cô chú anh chị có thể cảm nhận thấy cái vẻ đẹp vô cùng tuyệt vời của nó, của dòng Phú Thọ đúng không ạ? Cái chậu năm cánh trắng Phú Thọ này hiện tại là đang hoa này và đang lên mầm, một cái mầm cực đẹp như vậy ạ. Cái giò này em xin phép được bán giá là 110.000. Cái chậu đang hoa này em gọi là cái chậu 36 cô chú anh chị nhá. Còn sang bên này đây sẽ là chậu 37 này. Chậu 37 thì đang có hai cái bông hoa đang to đùng luôn, chuẩn bị bung lụa và hai mầm gốc đẹp tuyệt vời luôn. Thì cái giò này em xin phép được bán với giá là 110.000. Đó. Và chậu tiếp theo sẽ là khá là nhiều nụ hoa ở đây, có đến 4 nụ hoa kỳ trên thân ạ, mầm gốc đẹp như vậy ạ. Thì cái chậu này em xin phép được bán với giá là 140.000 cô chú anh chị nhá. 140.000 ạ. Dạ, cũng là cái dòng lan va, cũng là hàng chuẩn mặt bông cây giống như vậy. Thì ở đây em có những cái giò năm cánh trắng hiển oanh. Cái dòng năm cánh trắng hiển oanh thì hoa nó còn đẹp hơn rất là nhiều so với dòng Phú Thọ. Cánh hoa nó bầu tròn và cong cong rất là đẹp luôn nhé, cô chú anh chị nhé. Cánh hoa bầu tròn rất là đẹp, đó là dòng hiển oanh ạ. Hiện tại cây đang lên rất là nhiều kỳ và mầm gốc như thế này cô chú anh chị này. Lên rất nhiều kỳ và lên mầm gốc đẹp như thế này. Một thân dài khoảng tầm 60 cho đến 1 mét ạ. Thì một cái chậu năm cánh trắng hiển oanh, một cái chậu năm cánh trắng hiển oanh như vậy để cô chú anh chị lấy về làm giống với giá chỉ có 120.000 cho một giò, 120.000 cho một cái chậu lan cao từ 60 cho đến 1 mét và đang lên mầm gốc cũng như là đang bắt đầu lên những kỳ rất là đẹp như thế này. Cô chú anh chị lấy về làm giống cô chú anh chị nhé. Một cái dòng mà trước đây một cái một sen của nó rơi vào 7-8 cho đến chục triệu một sen. Hiện tại cả một giò cao đẹp như vậy thế này chỉ có 120.000 thôi ạ. Sang bên này đây cô chú anh chị cùng em ngắm những cái giò đen rũ úc mắt đen, những siêu phẩm đấy ạ. Những siêu phẩm tuyệt vời. Dòng đen rũ úc mắt đen này thực sự khi mà nó nở hoa thì cái độ tím của nó hơn cả hoàng thảo kèn cô chú anh chị nhé. Tím như là trầm luôn mà cái khuôn bông của nó bầu căng và sáp bóng đẹp xuất sắc luôn ạ. Thì một cái giò đen rũ úc mắt đen, muối siêu phẩm hơn chục thân cho một giò sum xuê và đẹp như thế này ạ. Thì em xin phép được bán một cái giò như vậy với giá là 250.000 cho một chậu. Hàng sẽ nở vào hoa vào Tết hoặc là đầu xuân cô chú anh chị nhé. Nó thực sự nó quá là đẹp luôn cho một cái giò lan như thế này. Còn ở đây sẽ là những cái giò giả hạc Di Linh Xuân, cũng là những cái cây lan mà nổi tiếng với mặt hoa nở Tết rất là đẹp ạ. Di Linh Xuân chậu này thì đang có 3 mầm như vậy, em bán 30.000 này. Chậu đó em gọi là chậu số 1 và chậu số 2. Chậu số 2 em bán 40.000. Và chậu số 3 ạ. Chậu số 3 này em cũng bán 40.000 này. Đấy, chậu số 4 này cũng là 40.000 cho chậu giả Phi Linh Xuân này. Bên này sẽ là những cái chậu dáng hương quế tím ạ. Bình thường em bán là 140. Đấy, cây căng mướt mỡ màng như vậy. Cái quế tím cái độ thơm của nó có thể sánh với cả hoàng nhạn luôn. Một chậu 3 cây như thế này. Hôm nay em để với giá là 110.000 cho một giò. Cô chú anh chị nhanh tay sưu tầm những cái chậu lan quế tím. Sang bên này đây thì em có những cái chậu địa lan quân tử ạ. Địa lan quân tử cô chú anh chị nhá. Những cái chậu lan địa lan quân tử lá tròn vo. Dạ, lá nhăn và lá tròn vo đẹp như thế này này. Với giá chỉ có 70.000 cho một cái chậu địa lan quân tử, cô chú anh chị cùng ngắm kỹ cho em. Đó, những cái chậu địa lan quân tử rất là nhiều cặp lá và đẹp như thế này ạ, 70.000 thôi. Cô chú anh chị có thể trồng cho nó trong phòng khách hay bàn làm việc ạ, hay là trong phòng ngủ nhá. Thì ngoài tạo cái không gian xanh ạ thì nó còn đem lại cái tác dụng tuyệt vời, đó là giúp mình loại bỏ những chất khí độc hại ở trong không khí này, loại bỏ ngay cả những cái tia sóng từ điện thoại hay từ tivi nhá. Nên là sẽ tạo ra một cái không gian xanh và không gian thực sự trong lành cho tất cả mọi cái thành viên trong gia đình đấy ạ. Và sang bên này đây ạ, cô chú anh chị cùng ngắm cho em ạ, những cái bảng hạc vĩ thiên cung lự bố nhá. Đây không phải là hạc vĩ rừng cô chú anh chị nhá. Hạc vĩ thiên cung lự bố với cái sắc hoa tím hồng đẹp xuất sắc ạ.
Thì một cái bảng Thiên Cung Lữ Bố như thế này có thể cho cô chú anh chị một cái tác phẩm quá tuyệt vời rồi. Khoảng tầm 15 thân cho một cái giò như vậy, em bán với giá là 150.000 cho một cái giò Thiên Cung Lữ Bố nhá. Đây ạ, cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng Hạc Vĩ Thiên Cung Lữ Bố đây ạ. Cái sắc hoa, cánh hoa nó tím hồng rất là đẹp như thế này chứ không phải là như hàng rừng nhá. Đây này, vài bông nở thôi cô chú anh chị này. Khi mà chụp ở cái chỗ mà không có nắng thì cánh hoa nó tím chuẩn đậm đà đẹp như thế này ạ. Thì một cái giò như thế này thì cô chú anh chị có thể có một cái tác phẩm nó gần như là đẹp như thế này rồi đây cô chú anh chị này. Mà giá chỉ có 150.000 cho một cái bảng Thiên Cung Lữ Bố này thôi chứ không phải là hàng rừng đâu nhá cô chú anh chị nhá. Tiếp sang bên này đây là những cây lan hồ điệp, mỗi một cây đang có hai vòi hoa cô chú anh chị nhá. Một cây như vậy là đang có hai cái vòi bông đấy ạ. Cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa trong cái thời gian rất là ngắn với giá chỉ có 50.000 cho một giò thôi. Đấy, cây đang thân lá nụ hoa rất là khỏe như vậy, nó sẽ là có màu vàng kẻ cô chú anh chị nhá. Thưởng thức một mùa hoa thôi cũng đã rất là đã mắt rồi, 50.000 cho một cái chậu hồ điệp màu vàng kẻ chơi hoa trong vòng trên 2 tháng và cây khỏe và đẹp như thế này. Sang bên này đây thì em có những cây lan hoàng tử áo trắng ạ. Một cây như vậy là thân lá đẹp mỡ màng và thân lá rất là to, cần hoa cũng cực kỳ là to cô chú anh chị nhá. Nó sẽ cho mình hoa quanh năm luôn. Em bán một cái chậu hoàng tử áo trắng này với giá 180 cho một giò. Sang bên này đây thì em có những cây lan cát lai a, dòng cát mini, nói là cát mini thôi nhưng cô chú anh chị có thể nhìn thấy thân to ình và khi mà sổ hoa cũng rất là to cô chú anh chị nhá. Với những cái bông hoa mà cánh hoa của nó sẽ sắc cam đỏ rất là đẹp như thế này đấy ạ. Em bán một cái giò như vậy với giá sẽ là 90.000 cho một chậu. Còn bên này đây sẽ là dòng lan vũ nữ lava. Những cây lan vũ nữ lava cũng cho hoa quanh năm và hoa thì siêu bền, với sắc hoa đỏ, cánh hoa mỏng manh cực bền. Em bán với giá là 100.000 cho một cái chậu vũ nữ lava này. Sang bên này đây sẽ là những cây đai châu Thái. Đai châu Thái em có bán hàng cân bên kia, thoải mái cô chú anh chị lựa chọn đẹp. Hoặc là cô chú anh chị mua theo chậu này cho em, có 70.000 cho một giò thôi. Và tiếp sang bên này đây thì rất nhiều những cái mặt hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi ạ. Để cô chú anh chị có thể chọn cho mình những cái giò lan tuyệt vời đẹp nhất để mà thưởng thức hoa cũng như là làm cây giống của cô chú anh chị nhé. Em xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị ạ. Đầu tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là một cái phần cây, đây là những cây thiên nga. Những cây thiên nga hàng cây giống đang lên mầm đẹp như thế này. Cái chỗ này em có 4 cây, em bán là 50.000 cô chú anh chị về trồng chăm sóc đang lên mầm nhá. Cái lô số 2 có 3 cây này cô chú anh chị này, củ to đùng luôn, nó đang lên mầm. Thì cái lô số 2 này em xin phép được bán là 80.000 cây thiên nga nhá, chuẩn thiên nga. Hàng này thì mặt hoa sổ số cô chú anh chị ạ. Vừa rồi thì có thiên nga xanh, thiên nga màu đen thì ở đây nó bị lẫn lộn như thế này thì em sẽ bán đấy. Mỗi một cây có hơn chục nghìn như thế này. Đó, cái lô này 3 cây to bự đẹp như vậy với giá 80.000 cô chú anh chị ạ. Rồi ạ, sau bên này đây sẽ là những cây lan hài hương ạ. Những cây lan hài hương, một trong những cái dòng lan hài phải nói là giá trị nhất hiện nay rồi và trên rừng gần như là sắp tuyệt chủng đến nơi cô chú anh chị nhá. Hiện tại thì hài hương hay là hài hằng là một trong ít những cái dòng lan hài mà có hoa, có hương thơm và cái cây bông hoa của nó có thể to như là cái bát con luôn. Với dòng lan mà hoa đẹp, đáng sưu tầm và vô cùng dễ thuần, dễ chăm. Thì ở đây em có một số hình mà em đã chia ra ở đây rồi để cô chú anh chị chắc chắn rằng cô chú anh chị sẽ chọn mua mà em nghĩ rằng là ít nơi nào có giá rẻ hơn như vậy cô chú anh chị nhá. Hình này em gọi là cái hình số 1 ạ. Em có 5 cây hài hương này. Bình thường người ta phải bán 70.000 cho một cây thì hiện tại em có 5 cây như vậy, 220.000 cho toàn bộ lô này cô chú anh chị nhá. 220.000 cho những cây hài hương quá là xinh đẹp ở đây ạ. Tiếp theo sẽ là hình số 2. Hình số 2 này có đến 8 cây luôn ấy ạ cô chú anh chị, 8 cây nhỡ cô chú anh chị nhá. 2, 4, 8 cây nhỡ nhỡ như thế này ạ. Cả lô này em cũng bán với giá là 220.000 ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 3, làm với hình hài hương. Những cây hài hương mẹ con ạ. Một dề, nguyên một dề đẹp như vậy. Xin phép em bán với giá là 280.000. Hình tiếp theo sẽ là hình số 4, một cái phần hài hương mà cái lá này có thể là đạt gần đến 5 sen luôn cô chú anh chị nhá. Đoạn lá rất là to cô chú anh chị nhìn em cầm lá. Đấy, những cái mầm tơ tít lên tuyệt vời như thế này em bán 320.000 ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 5, đây cũng là hai cái rể mẹ con này cô chú anh chị này. Mướt mượt mượt mỡ màng đẹp như thế này, 320.000. Dạ, sang hình tiếp theo sẽ là hình số 6. Hình số 6 cũng là nguyên một cái rể ạ. Nguyên một rể. Nhiều cây đẹp như vậy em bán 360.000. Hình số 7. Hình số 7 là một cái phần hài hương mà 3 cây to bự. 3 cây to đẹp như vậy em bán 210.000. Và sang hình tiếp theo hình số 8.
Số 8 này cũng là nguyên một dề ạ. Cái lá này thì quá đẹp luôn cô chú anh chị. Lá vừa ngắn vừa to. Lá này lại còn nhăn nữa này cô chú anh chị này. Cái dề quá đẹp như thế này. Em bán cái dề này với giá là 350.000 cô chú anh chị nhá. 350.000 ạ. Sang thì tiếp theo sẽ là cái hình số 9 ạ. Một cái dề hài hương, cái bản lá cũng gần đạt đến 4 sen hơn 5 sen. Cái dề này em bán với giá là 320.000. Sang hình tiếp theo hình số 10. Một cái lô hài hương này có 3 cây to này. Trong đó có cả cây mẹ con nữa. Hình này em bán với giá 220.000. Sang hình tiếp theo hình số 11 ạ. 7 cây nhá. 7 cây hài hương nhỡ nhỏ. Giá em bán là 150.000. Và sang hình tiếp theo hình số 12. Hình số 12 này thì em có 4 cây hài hương ở đây ạ. 5 cây luôn cô chú anh chị này. Thành 5 cây luôn em bán 210.000. Và sang hình tiếp theo hình số 13 ạ. 5 cây hài hương 200.000 cô chú anh chị nhá. Chưa, em nghĩ rằng là chắc chắn là cô chú anh chị mua nơi nào ít có nơi nào, ngay cả những shop bán rẻ nhất, nổi tiếng rẻ nhất từ trước nay rồi, em khẳng định là cũng không thể rẻ hơn như vậy. Sau bên này thì em có những hình kiều tím miền Trung ạ. Kiều tím thì em có bán hàng theo cân đẹp cô chú anh chị nhá. Hàng đẹp cắt tỉa kỹ, hàng thân ngắn đẹp như vậy, 330.000 cho 1 kg. Hoặc cô chú anh chị mình chọn theo hình này cho em ạ. Chọn theo hình này cho em cũng được này cô chú anh chị này. Hình này em gọi là cái hình số 10, hình số 14 ạ. Hình số 14 cả một cái dề thân mập nú đẹp như thế này. Em bán với giá là 130.000, sở hữu ngay một cái giò kiều tím đẹp này. Sang hình tiếp theo hình số 15. Một cái dề kiều này lá tròn to đùng bằng cái bàn tay luôn, lá tròn vo mít luôn cô chú anh chị ạ. Cái dề này em xin phép bán 160.000 ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 16. Một cái dề phải nói là cực kỳ là đẹp. Giò này cô chú anh chị mà lên chậu chắc phải tầm trên 300. Thì ở đây em bán với giá cả dề này là 180.000 nhá. Sang hình số 17 ạ. Chỗ này cũng có hai dề cực đẹp này cô chú anh chị này. Hai dề rất là đẹp như vậy đấy ạ. Thì cái lô này em xin phép được bán với giá là 160.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 18. Chỗ này em có hai dề phải nói là tuyệt vời luôn. 200.000. 200.000 cho dề này là hình 18 và hình 19 ạ. Thì 19 là nguyên một dề đẹp lung linh, cái dề này lên giò ghép lũa thì quá tuyệt vời ạ. Cái dề này xin phép em bán với giá là 160.000. Rồi sang bên này đây thì em có những hình dáng hương đuôi cáo này. Hôm nay em còn có vài hình em bán giảm giá nốt cô chú anh chị nhá. Cái hình số 20 ạ. Hình số 20 nguyên một dề cáo, hàng dề thì không phải lúc nào cũng có đâu cô chú anh chị nhá. Nguyên một dề cáo này em bán với giá đang khá là nhiều nụ hoa. Nói chung là hoa năm nay thì mình không thể nói chơi đẹp nữa rồi. Đấy, mình chờ cho năm sau thôi cô chú anh chị nhá. Thì cái dề này em xin phép được bán nó với giá là bao nhiêu ạ? 280.000 cho dề này nhá. 280.000 cho nguyên dề này ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 11 này. Một cái giò dáng hương đuôi cáo, một giò nguyên bản hoa phân nhánh cực kỳ là sum xuê ạ, đẹp. Năm ngoái hoa phân nhánh cực sum xuê đẹp như thế này, cây mẹ con. Đấy, hiện tại thì cái hàng ở trên rừng về và nó sẽ có phần là không thể nó mướt như là cái hàng mà mình đã trồng thuần sẵn trong vườn cô chú anh chị nhé. Cây mẹ cây con rất là sum xuê bình thường đẹp như thế này. Bình thường em đang để giá 100.2 triệu thì hôm nay sẽ là 900.000 ạ. 900.000 cho cô chú anh chị nào mà có duyên để lấy cái giò này, dề dáng hương đuôi cáo nguyên bản này về để chăm sóc và có hoa phân nhánh ở kia cô chú anh chị nhá. Và sang hình tiếp theo ạ, hình tiếp theo sẽ là cái hình số một cái ngọn cáo hoa phân nhánh duy nhất. 120.000 cô chú anh chị này. 120.000 cho ngọn cáo hoa phân nhánh này. Chưa bao giờ hoa phân nhánh nó rẻ đến vậy luôn, cái lá này thì hơi táp một chút xíu ở đây. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 23. Hình 23 này cũng là một cái ngọn cáo một mẹ hai con, năm trước hoa phân nhánh rất là nhiều. Cái ngọn này em bán với giá là 80.000 đi ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình 24, một cái giò cáo cô chú anh chị nhìn này. Giò cáo này cái bản lá này ưng nhất, cái lá rất là to và lá ngắn cô chú anh chị nhá. Nói chung là cái hàng này thì về cô chú anh chị ngắn lá ngắn rất là đẹp luôn ạ. Đó, bản lá cho to tròn ngắn cực đẹp luôn ấy. Thì cái giò này thì nói chung là tương lai thì đẹp, rất là đẹp. Vận chuyển trên rừng về thì nó bị chảy xước lá một chút xíu thôi, chứ không thì thực sự nó là một cái tác phẩm tuyệt vời luôn. Thì cái giò cáo này em xin phép được bán là 250.000 cô chú anh chị nhé. Ngay cần hoa của nó to bự dài thượt luôn, to đùng luôn cô chú anh chị này. Đó,
Cô chú anh chị nào mà về chăm được cái lá này thì cái giò này thì thôi rồi. Sang hình tiếp theo, hình số 25 ạ. Cái giò này có cũng đang có, hiện tại đang có 3 vòi hoa và 6 cây. Đẹp như thế này với giá em bán 250.000. Sang hình tiếp theo sẽ là hình 26. Hình 26 này em bán với giá là 250.000, 4 cần hoa đẹp lung linh như thế này cô chú anh chị nhé. Sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 27 ạ. Giò này thì em bán là 200.000 này. Và hình 28 cô chú anh chị nhìn cho em, cái hàng mình về nhà trồng thuần ạ. Trồng thuần tại nhà em nên cô chú anh chị yên tâm là không có phân thuốc gì. Xanh mướt mỡ màng đẹp như thế này 230. Và hình tiếp theo sẽ là hình 29, một cái chậu dáng hương đuôi cáo mà có hai ngọn. Có hai ngọn và cả hai ngọn này hiện tại đang là hai vòi hoa chậu trồng trong chậu đất nung đẹp như vậy ạ. Em bán cái chậu này với giá là 150.000, về cô chú anh chị thưởng thức hoa luôn nhé. Sang bên này đây sẽ là một cái rể thập hoa. Một cái rể thập hoa đang rất nhiều nụ ở đây. Đang bắt đầu là cho nụ này, cũng có những cây đang cho hoa xinh đẹp. Sắc hoa hồng rất là xinh ở đây thì em bán cả cái rể thập hoa này là 120.000 nhá, là hình số 30 ạ, hình 31 cô chú anh chị này. 70.000 cho cái rể thập hoa này thôi ạ. 70.000 cho cây đang nụ rất là đẹp nhá. Và 32 một cái siêu phẩm, một cái rể thập hoa siêu to khổng lồ này. Giá em bán là 300.000 cho rể này, chi chít là nụ phải tầm đến cả 100 thân và chi chít là nụ này cô chú anh chị này, hứa hẹn cho cô chú anh chị một mùa hoa tuyệt vời đấy ạ. Chi chít nụ luôn 100.000 cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là một cái chậu hoàng nhạn duy nhất ạ. Một chậu hoàng nhạn duy nhất này, cái chậu này đang có một cái nụ rất là đẹp luôn. Thế cái giò hoàng nhạn này em bán với giá là 300.000 nhá cô chú anh chị nhé. Tiếp sang bên này đây ạ. Em có một cái tác phẩm dáng hương đuôi cáo. Một cái tác phẩm dáng hương đuôi cáo, cây này thì em trồng khá là lâu rồi. Mình cũng không uốn mà cây ở trên rừng về tự nhiên. Cái bản lá này chắc là đạt đến tầm gần đến 5 cm cô chú anh chị nhá. Cây hoa phân nhánh rất là đẹp như thế này. Đó, cô chú anh chị nhìn kỹ cho em. Cái giò này thì cô chú anh chị nào mà yêu mến ạ thì có thể gọi điện cho em. Đấy, thương lượng về giá, nhưng chắc chắn một điều rằng những cái giò như thế này giá nó sẽ đắt cô chú anh chị nhá. Những cái giò tác phẩm như thế này thì giá nó sẽ đắt ạ. Những cây này thì về chăm đến 1-2 năm nữa thì phải nói là những siêu phẩm luôn nhá. Đó, những cây cáo rất là đẹp này. Giò hai cây cáo này. Dạ, mật ong khoái ạ, em không phải giới thiệu nhiều. Cô chú anh chị nào mà muốn lấy mật ong mà mùa này không lấy thì thực sự là một điều có lỗi rất là lớn luôn. Mật ong khoái, mùa của những cây cỏ và sẽ có nhiều những cái dưỡng chất từ những cây hoa ở mùa xuân này. Giá em bán 230.000 trong 1 kg mật ong khoái của chú anh chị nhé. Bên này đây sẽ là những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan, vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4, vỏ thông vụn đồng giá 2.000 trong 1 kg, rêu rừng 5.000 trong 1 kg, Atonic 12.000 trong 1 gói, duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, hùng nguyễn 25.000 trong 1 lọ, 5.000 trong 1 cặp ạ. Dưỡng chất AB siêu kích mầm thần thánh 85.000 trong 1 lọ. Bên này thì em có B1 Thái 40.000 trong 1 lọ. Đấy, lại hôm nay lại không mang cái B1 Thái ra rồi. B12 giải độc cho cây với giá 30.000 trong 1 lọ, liền da mỹ tiến 40.000 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000. Super thai hóc môn tăng trưởng 50.000 trong 1 lọ. 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 trong 1 lọ. 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000 trong 1 lọ. Siêu da rễ N3M với giá là 30.000 trong 1 lọ. Cắt tan đặc trị thối nhũn 40.000 trong 1 lọ. Kim Kim Bôn cũng là dòng đặc trị thối nhũn 25.000 trong 1 gói. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm 40.000 cho 15.000 trong 1 gói. Dây buộc lan chiều dài 100m, dao cắt kèm theo vô cùng tiện dụng 35.000 trong 1 cuộn ạ. Phân bón trùng tuế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 trong 1 gói nhé. Và bên này thì em có phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ vịt chuối, phân trâu, đỗ tương. Đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng, sản phẩm với giá là 35.000 trong 1 túi 1 kg. Đặc biệt bên này em có sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Một lọ tinh dầu hồi như vậy em bán là 40.000. Nó có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời luôn ạ, như là diệt khuẩn này, làm sạch không khí. Cái mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị có một cái cảm giác thư giãn an thần, giảm đau rất là hiệu quả, không gây nóng rát luôn ạ. Thì em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay mà bên em đang có. Và cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi và em xin phép được dừng clip ở đây.